Tết, doanh nghiệp chạy đua tăng ca, kéo theo hàng loạt vi phạm về môi trường. Cỡ 2-3 giờ sáng là xả ra rất chi là thối, không thể ngửi được. Liên tục các vụ xả thải bị bắt quả tang. Thành phố Hồ Chí Minh xen giữa khu dân cư, còn 10.000 cơ sở gây ô nhiễm cần được di dời. Kiểm tra, xử lý, xử phạt rất nhiều lần, buộc khắc phục. Nhưng các cơ sở vẫn là tái đi tái lại cái việc vi phạm. Nguy cơ đón Tết ô nhiễm. Kính thưa quý vị, với hầu hết các doanh nghiệp thì giáp Tết là thời điểm kinh doanh sản xuất sôi động nhất trong năm. Nhưng cũng vào thời điểm này thì nhiều doanh nghiệp sản xuất công nghiệp lại bất chấp các quy định xả thải trực tiếp ra môi trường, đặc biệt là các cơ sở sản xuất xen cài trong các khu dân cư. Nhà máy sản xuất giấy của công ty Vĩnh Huê, những miệng cống xối xả, dòng nước trắng đục, đặc quánh, mỗi ngày xả hơn 200 mét khối ra kênh Nhum. Còn tại rạch Bình Thọ, quận Thủ Đức, nước lênh láng đủ màu, nồng nặc mùi hóa chất. Người dân và chính quyền đều khẳng định nó được thải ra từ các nhà máy dệt nhuộm trên địa bàn quận 9. Để hình dung mức độ độc hại, ông Hà lấy nước từ rạch, bỏ cá sống vào. Chưa đến 30 phút, cá chết sạch. Tôi khẳng định một câu là nguồn nước ở đây là đã bị ô nhiễm trầm trọng rồi. Cỡ 2-3 giờ sáng là xả ra rất chi là thối, không thể ngửi được. Đúng là cái trường thọ của chúng em chắc là không biết được trường thọ đến ngày nào. Tại quận Bình Tân, cả chục nhà máy may mặc liên tục xả bụi vải phủ trùm lên khu dân cư gần bên. Bụi đóng dày và từng lọn dài, buộc chị Diễm ngày 2 lần phải lau chùi nhưng vẫn không xuể. Ảnh hưởng rất là nhiều tới cuộc sống của mình, chẳng hạn như nhà dơ, rồi con mình nhỏ nó hít phải thì nó bị viêm phổi, nó thường xuyên bị viêm phổi. Theo ngành chức năng, tại thành phố Hồ Chí Minh, nhiều cụm công nghiệp, khu sản xuất xen lẫn trong khu dân cư với công nghệ lạc hậu, hàng ngày xả ra một lượng lớn khí thải, chất thải vượt quy chuẩn ra môi trường. Thưa quý vị, các chuyên gia đánh giá là ô nhiễm do sản xuất công nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh đã đến mức báo động. Sở Tài nguyên Môi trường thành phố thì cho biết là thành phố Hồ Chí Minh có hơn 32.000 nhà máy, cơ sở sản xuất, mỗi ngày thải ra từ 350 đến 400 tấn chất thải nguy hại ra môi trường. Còn theo Chi cục Môi trường thành phố Hồ Chí Minh thì đo đạc tại 170 nhà máy, cơ sở sản xuất có khí phát thải ra môi trường thì có đến 81 đơn vị chưa trang bị hệ thống xử lý. 89% mẫu không khí ở các cơ sở này là không đạt tiêu chuẩn, luôn ở mức nguy hại cao. Thưa quý vị, trước tình trạng này thì đã buộc thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Công an và các đơn vị liên quan phải vào cuộc. Cũng từ đó thì trong dịp cuối năm vừa qua, nhiều trường hợp xả thải với khối lượng lớn nguy hại đến môi trường đã được phát hiện, xử lý. Sau thời gian theo dõi, mật phục, cảnh sát môi trường thuộc Bộ Công an đã bắt quả tang công ty giấy Vĩnh Huê xả thải trực tiếp ra môi trường tại quận Thủ Đức. Theo nhận định ban đầu, nồng độ hóa chất độc hại vượt quy chuẩn Việt Nam nhiều lần, việc xả thải liên tục trong thời gian rất dài. Còn tại huyện Bình Chánh, một cơ sở tái chế nhớt bằng công nghệ lạc hậu, thải nước và cả nhớt ra đất đai xung quanh, cây trồng chết hàng loạt. Việc tái chế không y phép và không đủ căn cứ thẩm định của cơ quan chức năng thì rất nguy hiểm. Do vậy, chúng tôi cùng hỗ trợ xử lý và có văn bản đề nghị các cơ quan chức năng đề nghị ngưng ngay hoạt động của cơ sở, không để ảnh hưởng đến con người và sức khỏe cộng đồng. Theo Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm môi trường, có doanh nghiệp dù trang bị hệ thống xử lý chất thải, nhưng vì ngại tốn kém đã bỏ qua khâu này, tìm mọi cách thải ra môi trường ngoài. Để ngăn chặn, có nơi buộc phải tổ chức lực lượng chốt chặn, giám sát trực tiếp 24 giờ. Chỉ tính riêng quận 12, trong vòng 5 tháng, đã xử phạt hoặc đình chỉ hoạt động đến 7 công ty, có cơ sở buộc phải di dời đến nơi quy hoạch. Chúng tôi sẽ duy trì cái chốt này. Đến khi nào mà các cơ sở này phải là di dời toàn bộ, chúng tôi sẽ mới có giải pháp tiếp theo. Vâng, các chuyên gia y học cho rằng là ô nhiễm môi trường do sản xuất là nguyên nhân chính gây ra các bệnh về đường hô hấp, về tim mạch. Bệnh nhân loại này ngày một tăng lên, số người chết do ô nhiễm còn cao hơn cả tai nạn giao thông và gấp 3 lần các bệnh như là AIDS, lao, sốt rét cộng lại. Tình trạng này đã buộc thành phố Hồ Chí Minh phải ban hành kế hoạch đến năm 2020 sẽ di rời 10.000 cơ sở sản xuất ra khỏi khu dân cư. Trước mắt sẽ thí điểm tại nơi gây ô nhiễm nhất, đó là 21 cơ sở sản xuất trong khu dân cư ở phường Đông Hưng Thuận, quận 12. Tuy nhiên thực tế cho thấy là việc tổ chức di rời còn gặp không ít những trở ngại. Sau 2 năm quyết liệt vừa xử lý vi phạm, vừa hỗ trợ doanh nghiệp bằng các chính sách tài chính ưu đãi, đã có 16 trên 21 cơ sở di rời. 5 cơ sở còn lại vẫn chưa đi nhưng không được phép hoạt động. Thế nhưng doanh nghiệp vẫn cố tình không chấp hành.
cử người canh gác. Khi lực lượng chức năng tuần tra thì im ắng. Lúc tất cả đi khỏi, họ sẵn sàng sản xuất trở lại. Hiện tại khu vực này thì bên ngoài vẫn còn những cái cơ sở là đóng cửa như thế này, nhưng thực tế bên trong là vẫn còn hoạt động và vẫn xả thải như thế nào. Những chiếc cống từ các nhà máy vẫn ào ào đổ ra ngoài một khối lượng lớn nước thải chứa đầy hóa chất độc hại, như chưa từng bị xử phạt, như chưa hề có lực lượng kiểm tra. Vâng thưa quý vị, đặc thù nền công nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh là đi lên từ hình thức nhỏ lẻ, từ hộ gia đình. Thế nhưng mà tổng giá trị sản xuất của nó lại chiếm tỷ trọng cao so với cả nước. Để thắt chặt việc xả thải, đối với Tổng cục Môi trường thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường thì thay vì giám sát từ Hà Nội như là những năm trước đây, thì năm nay Tổng cục đã quyết định là giao cho Cục Môi trường miền Nam đóng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh phụ trách. Hy vọng là với sự điều chỉnh này cùng với các giải pháp của thành phố sẽ tạo được những bước tiến trong việc ngăn chặn tình trạng ô nhiễm từ các cơ sở sản xuất trong khu dân cư.